nước giải khát có ga, còn gọi là nước ngọt có ga hay là nước ngọt, là một loại công thức uống thường chứa carbon dioxide bão hòa, chất làm ngọt và thường có thêm hương liệu. Theo tiến sĩ Hans-Peter Kubitz, Đại học Bangor của Anh, thì uống 2 lon nước ngọt có ga mỗi ngày khiến cho chúng ta cảm thấy thèm đường nhiều hơn, bởi vì vị ngọt kích thích đến các hệ thống trong não, làm tăng tần suất sử dụng đường. Khí carbon dioxide có trong nước uống có ga đóng vai trò như một loại axit giúp tăng cường phản ứng của cơ thể với đường, tạo ra cảm giác thèm ăn. Điều này có thể lý giải tại sao nhiều người nghiện nước có ga. Tuy nhiên, khả năng gây nghiện chỉ là một phần nhỏ trong các tác hại nguy hiểm mà loại nước giải khát này mang lại cho bạn. Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đã tìm ra vô số những tác hại nguy hiểm từ loại nước ngọt có ga. Bây giờ thì chúng ta quen gọi là nước ngọt, nhưng mà từ trước đến nay thì nói chung là cái nước có ga đấy, hay là soda đấy, thì nó là một cái tên chung và nó hình thành và nó xuất hiện từ có phải nói là hàng trăm năm nay rồi, 200-300 năm rồi. Đấy. Thế nhưng mà càng ngày nó càng hoàn thiện lên và đến bây giờ người ta quen gọi một cái từ chung đó là nước ngọt. Nước ngọt thì cái thành phần của nó thì nó có khoảng 6-7 thành phần, chứ cũng không phải là riêng một cái thành phần. Nhưng mà đầu tiên phải nói là đến là nước. Nước ngọt thì chúng ta phải nói là cái thành phần chính của nó là nước. Thứ hai nữa là cái thành phần soda, hay là một cái chất hóa học mà chúng ta vẫn quen gọi là soda, đó là cái natri bicarbonate. Đấy, có công thức hóa học rất là cụ thể. Và thứ ba nữa, cái thành phần của nước ngọt đó là cái ngọt từ đường. Thế đường thì người ta có thể là lên đến 7 đến 10 hoặc thậm chí hơn 10% trong cái chai nước ngọt đó hay là cái lon nước ngọt đó. Cái nước đường ở đây thì chủ yếu là người ta sử dụng cái đường hóa học và một số cái loại đường từ đường mía, ví dụ như là saccharose. Đấy, đấy là chịu để người ta sản xuất ra cái nước ngọt. Thì đường hóa học ngày xưa thì người ta có thể dùng những cái loại đường mà bây giờ đã được bị cấm. Nhưng mà gần đây nhất thì những cái loại đường hóa học mới ra đời thì người ta cũng vẫn để sử dụng mà nó an toàn hơn, hay nó lành tính hơn. Đấy là cái thành phần thứ ba. Thành phần thứ tư của nước ngọt thì đó là cái hương vị hay là cái hương liệu. Thế thì hương liệu là người ta muốn sản xuất cái nước ngọt gọi là nước cam chẳng hạn, thì có cái hương cam, hay là nước chanh thì có cái hương chanh. Thế rồi là nói chung là các loại hương liệu thì nó đặc trưng cho một cái loại hoa quả tự nhiên nào đấy và người ta đặt tên ra. Nhưng mà thường là người ta không dùng cái hương liệu tự nhiên, ví dụ như tinh dầu cam, tinh dầu chanh, tinh dầu ổi, tinh dầu quýt vân vân, mà người ta gọi là cái hương liệu tổng hợp từ các cái chất hóa học. Thế và trong cái hương liệu này thì phổ biến nhất thì người ta cũng hay dùng cái axit chanh, tức là cái axit citric để mà người ta sản xuất cái nước ngọt. Đấy là cái thành phần thứ tư của nước ngọt. Cái thành phần thứ năm của nước ngọt thì có thể nói đến đó là cái chất gây bọt. Thế rồi thứ sáu là cái chất bảo quản. Cái bảo quản là người ta có thể cho cái thêm cái axit ascorbic, tức là cái vitamin C vào để nó vừa tạo cái vị chua, vừa tạo cái gọi là môi trường để mà hạn chế các cái vi sinh vật phát triển, hay là cái tạo thêm cái độ chua cho cái nước ngọt nó còn giá trị để kích thích tiêu hóa vân vân. Trung bình cứ mỗi lon nước ngọt dung dịch 330ml chứa từ 36 đến 63 gram đường. Các loại nước ngọt có ga đều chứa rất nhiều trong đó chất tạo ngọt nhân tạo ở dạng đường tinh. Loại đường này được hấp thụ rất nhanh vào cơ thể, nó không chuyển hóa thành năng lượng mà dẫn đến việc tích tụ mỡ. Chính vì thế, nó là một trong những tác nhân gây béo phì nếu hàng ngày bạn sử dụng một lượng đồ uống có ga vượt quá mức cho phép, có lượng đường lớn hơn 20 gram một ngày. Và chứng béo phì cũng là nguy cơ cao cho bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch sau này. Theo một nghiên cứu trên động vật của Đại học Purdue, Mỹ, chất làm ngọt nhân tạo có thể phá vỡ khả năng điều chỉnh lượng calo của cơ thể dựa trên vị ngọt của thực phẩm bạn ăn.
Điều đó có nghĩa là những người uống nước ngọt thường xuyên có khả năng càng ăn nhiều hơn vì cơ thể của họ nghĩ rằng họ đang ăn đường, dẫn tới thèm ăn nhiều hơn. Nước ngọt bây giờ phải nói rằng là ở góc độ dinh dưỡng, chúng tôi coi nước ngọt là một cái loại chất hay là một loại đồ uống thì nó có cái dinh dưỡng rất là nghèo nàn. Như tôi vừa nêu đấy là thành phần chính của nó là nước, soda và đường. Cho nên là cái giá trị dinh dưỡng của nó là rất hạn chế. Nó chỉ có cung cấp đường là chính thôi. Đấy, và đến cái thời điểm giai đoạn này thì người ta khuyến cáo là rất hạn chế dùng nước ngọt. Bởi vì nó là một cái nguồn cung cấp calo rỗng. Đối với người lớn thì có thể nguy cơ, nếu dùng nhiều có thể nguy cơ gây nên béo phì. Đối với trẻ em thì lại càng không nên, bởi vì là cái chất dinh dưỡng đưa vào là nó không có. Nó chỉ cung cấp calo là chính, năng lượng là chính thôi. Cho nên người ta khuyến nghị là không nên dùng nhiều. Đấy, không nên nhiều nước ngọt. Mà nó chỉ có tác dụng là giải khát. Những cái cơn khát khi mùa nắng đi ra ngoài nóng bức. Thế rồi là những cái người mà cảm thấy mệt mỏi thì khi uống nước ngọt vào. Trong đó nó có cái thành phần khi mà vào cơ thể nó sản sinh ra cái CO2 là một cái chất mà có thể là kích thích thần kinh. Nó làm cho cảm giác thần kinh nó nhẹ nhõm hay là nó sảng khoái, cơ thể nó tỉnh táo ra, thì là từ cái sản phẩm đó. Chứ còn thì về góc độ dinh dưỡng thì nó là một cái cung cấp cao đi rộng, cái giá trị dinh dưỡng là rất đơn điệu, cho nên là không nên dùng nhiều. Thế còn dùng nhiều đến đâu thì tùy từng người hay là tùy từng ý thích của từng người. Ví dụ có người người ta rất thích nước ngọt, người ta dùng. Nhưng mà trẻ em thì không nên dùng nhiều. Người bệnh, ví dụ người bị đái tháo đường chẳng hạn là phải kiêng. Hay là những người béo phì thừa cân là nên kiêng vì là không có bổ sung thêm cái calo vào nữa, calo rỗng vào nữa, tức là cái thành phần chỉ có đường vào cơ thể nữa. Cho nên là nói rằng là cái khối lượng nên dùng bao nhiêu thì nó tùy từng độ tuổi, tùy từng người, thể trạng con người và tùy từng cái mức độ bệnh tật hay không của từng người. Nhưng chốt lại là không nên dùng nhiều. Khi uống nước có ga, khí axit carbonic lấp đầy dạ dày, tạo ra áp lực đẩy không khí lên thực quản, gây ra đầy hơi. Đồ uống có ga cũng làm nặng thêm hội chứng ruột kích thích, rối loạn liên quan đến bệnh về tiêu hóa. Khí ga và lượng đường tinh trong các loại nước ngọt có ga sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác no già, trong khi các loại đồ uống này không hề có giá trị cung cấp dinh dưỡng, chính vì vậy dẫn đến việc bụng bị chướng hơi, gây biếng ăn. Khi cơ thể không được cung cấp các dưỡng chất cần thiết, chủ yếu để vận động mà bụng lại ngập khí ga và nước, làm cho cơ thể nặng nề và không muốn vận động. Chính vì cái thành phần đường nhiều thứ hai ở trong cái thành phần của nước ngọt ấy là từ 7 đến 10%. Thì cho nên là khi sử dụng nước ngọt, người ta thường là dùng kèm với đá để cho cái độ đậm đặc hay độ ngọt của đường nó nhạt bớt đi. Bởi chúng ta biết rằng là trong cơ thể thì 5% đường ở trong máu, đấy là gọi là đẳng trương, tức là cơ thể ở mình chúng ta là trong máu thì chỉ có 5% là đường thôi. Thế mà lúc đường huyết cao mà trên 5,7 mmol/L thì lúc đó là đã gọi là tăng đường huyết rồi, hoặc là 11,1 mmol/L tức là đã là xác định là đái tháo đường rồi, hay là 200 mg/100 đấy đái tháo đường rồi. Cho nên là cái lượng đường nếu mà ta uống nước ngọt thường xuyên thì thường là cung cấp đường vào trong máu là so với đường ở trong máu là ưu trương hơn, tức là nó ngọt hơn là cái lượng đường có trong máu. Hầu hết nước ngọt có ga đều chứa lượng fructose cao, chất làm ngọt tăng hội chứng chuyển hóa. Đây là yếu tố làm tăng hàm lượng cholesterol, gây bệnh tiểu đường và tim mạch. Một nghiên cứu của Đại học Miami, Mỹ phát hiện những người có thói quen uống nước ngọt hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 61%. Nghiên cứu của Trường Y tế Cộng đồng Harvard chỉ ra rằng uống 1 đến 2 đồ uống có ga mỗi ngày tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 26% so với những người uống một lần một tháng. Tác hại thì như tôi nói, tức là nó chỉ bổ sung đường thôi, cho nên là nếu như trẻ em dùng nhiều thì sẽ dẫn đến là béo phì nhưng mà vẫn bị suy dinh dưỡng. Người lớn mà dùng nhiều thì cũng là cái tăng cân lên. Thế rồi là
những cái bệnh như là tim mạch, huyết áp hay là bệnh đái tháo đường là phải kiêng, không nên dùng nhiều. Thì là cái ảnh hưởng của nó là nó ảnh hưởng đến cái tình trạng dinh dưỡng, vì nó chỉ đưa một cái lượng đường vào cơ thể và nó gây nên một cái là thiếu chất. Trẻ em có thành dạ dày rất mỏng và dễ bị tổn thương. Khí ga và axit có trong nước ngọt có ga sẽ gây tổn thương đến niêm mạc dạ dày, dẫn đến bị rối loạn hệ tiêu hóa. Các đồ uống có hàm lượng đường cao có thể gây hại tới lớp niêm mạc của dạ dày và ruột của trẻ em. Các chất ngọt khiến dạ dày trẻ khó hấp thụ, làm tăng nguy cơ tiêu chảy. Đây cũng là lý do khiến cho một số trẻ bị sút cân và suy dinh dưỡng. Ngoài ra, đường kết hợp với vi khuẩn trong màng bám và sản xuất axit có hại, có thể gây ra bệnh sâu răng. Lượng axit citric có trong nước uống có ga làm tăng gấp 10 lần độ ăn mòn men răng. Trong nước có ga có chứa axit carbonic, hình thành khi carbon dioxide được hòa tan trong nước, làm xói mòn men răng. Uống quá nhiều nước ngọt có ga sẽ khiến cho men răng của trẻ bị hủy hoại và gây sâu răng. Một số loại nước ngọt có ga có chứa phosphoric citric cùng với lượng đường trong nó làm cho răng bị đen, xỉn màu, thiếu canxi trong răng. Nếu trẻ em vệ sinh răng miệng không kỹ sau khi ăn uống, có thể gây ra sâu răng, hủy hoại men răng, gây ra những bệnh về răng miệng. Lời khuyên đối với nước ngọt trong giai đoạn hiện nay thì theo tôi là nếu bình thường mà chúng ta đã quen sử dụng nước ngọt rồi thì bây giờ nên hạn chế sử dụng nước ngọt và chuyển sang là sử dụng nước quả ép hoặc là nước sinh tố, tức là dùng từ cái quả tươi tự nhiên thì tốt hơn là dùng nước ngọt, vì nó sẽ thành phần có cái thành phần dinh dưỡng nó tốt hơn, nó đầy đủ hơn. Còn tuy nhiên rằng là nước ngọt nó cũng có cái ưu thế, đó là tiện sử dụng, thuận tiện sử dụng, nhất là những lúc mệt mỏi mà có một lon nước ngọt ở một cái địa điểm du lịch hay là trời nắng mà đi đường mà có một cái lon nước ngọt thì sẽ tiện hơn là chúng ta đi tìm một cái nơi bán cái nước quả tươi hay là nước ép quả tươi thì là nó khó khăn hơn. Đấy. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì chúng ta nên chuyển cái sử dụng đồ uống công nghiệp chế biến sẵn, nhất là nước ngọt đóng lon, đóng chai, sang là dùng nước hoa quả tươi khi có điều kiện thì tốt hơn. Với tình hình có rất nhiều loại nước ngọt có ga đa dạng về chủng loại, nhãn hiệu đang được sản xuất trong và ngoài nước tràn lan trên thị trường, thì việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình đều nằm ở sự hiểu biết và sự lựa chọn của bạn. Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Brazil, Ấn Độ hay Indonesia đang tiến hành các mức áp thuế tiêu thụ đường nhằm hạn chế việc gia tăng sản xuất nước ngọt có ga.